Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Mỹ gốc Việt Ngày 9 tháng 8, BBC Tiếng Việt bình luận Người Mỹ gốc Việt có muốn về sống ở Việt Nam, thích Cộng Hòa hay Dân Chủ? BBC dẫn báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pell của Mỹ cho biết khoảng 42% người Mỹ gốc Việt cho biết họ đang trên đường đi đến giấc mơ Mỹ và 27% khẳng định họ đã đạt được giấc mơ này. Số liệu lấy từ cuộc khảo sát mà Pell thực hiện trong năm 2022 và năm 2023 được công bố ngày 6 tháng 8 vừa qua. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn số liệu mới nhất từ cục thống kê dân số Mỹ, theo đó hiện có khoảng 2,3 triệu người Việt sinh sống ở Mỹ, chiếm khoảng 9,3% số dân Mỹ gốc Á. Trong đó 60% là dân nhập cư và 40% được sinh ra tại Mỹ. Năm 2022, mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình người Mỹ gốc Việt là 81.000 đô la cho một năm. Con số này thấp hơn mức trung bình của người Mỹ gốc Á khoảng 100.000 đô la một năm, nhưng cao hơn mức trung vị của cả nước Mỹ khoảng 74.500 đô la cho một năm. BBC dẫn viện chính sách di cư ở Washington DC cho biết, sự di cư quy mô lớn từ Việt Nam sang Mỹ bắt đầu vào cuối chiến tranh Việt Nam, khi sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975 dẫn đến việc Mỹ sơ tán khoảng 125.000 người tị nạn Việt Nam tiếp đó là khủng hoảng nhân đạo và di dân từ năm 1980 đến năm 2000, khiến số người Việt Nam nhập cư vào Mỹ gia tăng, sau đó giảm dần từ năm 2010. Trong quá khứ, hầu hết người Việt nhập cảnh với tư cách tị nạn, còn ngày nay chủ yếu thông qua việc đoàn tụ gia đình. Và đây là hình người Việt di tản năm 1975. BBC dẫn tiếp cục nhập tịch và di trú Mỹ, theo đó Việt Nam xếp thứ 6 trong số những nước có người nhập tịch Mỹ nhiều nhất năm tài khóa 2023 với 32.800 người. Theo báo cáo của Viện Chính sách Di cư, so với các nhóm nhập cư khác, người Mỹ gốc Việt có trình độ tiếng Anh hạn chế hơn, trình độ học vấn thấp hơn và làm việc trong ngành dịch vụ nhiều hơn. Tuy nhiên, họ cũng thường có thu nhập cao hơn, ít chịu cảnh nghèo đói hơn và có ít thiếu thốn bảo hiểm hơn. BBC tiếp tục dẫn khảo sát của Pew cho thấy, 84% người Mỹ gốc Việt có cái nhìn tích cực về nước Mỹ và 59% có cái nhìn thiện cảm về Việt Nam. Khảo sát cũng cho thấy phụ nữ Mỹ gốc Việt có cái nhìn tích cực về quê hương hơn nam giới. Có 72% người gốc Việt dưới 50 tuổi và 70% người Việt sinh ra tại Mỹ có cái nhìn tích cực về quê hương. BBC dẫn lại ông Trịnh Hội, cựu giám đốc tổ chức Voi, chuyên thúc đẩy xã hội dân sự Việt Nam cho rằng so với vài chục năm trước, quyền kinh tế của người Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều. Quyền tự do đi lại cũng vậy. Quyền phát biểu và dân sự khá hơn nhiều. Tuy nhiên, quyền chính trị vẫn xấu. Và đây là hình 51% người Việt ủng hộ Phe Cộng hòa. Báo cáo của Pheo còn cho biết chỉ khoảng 20% người Mỹ gốc Việt nói muốn về Việt Nam sinh sống với những lý do như sinh hoạt phí thấp hơn, gần gũi với bạn bè và gia đình hơn. Một số ít nói rằng họ cảm thấy quen thuộc với văn hóa ở Việt Nam hơn, ở Việt Nam an toàn hơn và nhiều sự hỗ trợ hơn cho người già. Theo BBC, số người Việt vượt biên trái phép vào Mỹ qua đường biên giới Mexico cũng tăng vọt trong những năm gần đây. BBC dẫn thống kê từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho năm tài khoá 2023, ghi nhận gần 3.300 người Việt vượt biên giới phía Nam của Mỹ. Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, số liệu từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho thấy số người Việt vượt biên giới Mỹ-Mexico trái phép luôn dưới 300 người. Có 102 nước trong danh sách vượt biên Mexico, Mỹ trái phép của Bộ An ninh nội địa Mỹ, Việt Nam xếp thứ 26 về số lượng. Đồng thời báo cáo của Theo chỉ ra, 51% người Mỹ gốc Việt thuộc phe Cộng hòa hoặc nghiêng về phe này, tỷ lệ cao nhất trong các nhóm người Mỹ gốc Á. Tính trên toàn bộ người Mỹ gốc Á, theo cho biết, chỉ khoảng 34% ủng hộ Đảng Cộng hòa. Cục thống kê dân số Mỹ cho biết trong năm 2022, có 1,4 triệu người Mỹ gốc Việt đủ điều kiện để bỏ phiếu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Mỹ gốc Việt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin quan hệ giữa vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu với Thích Đồng Ngộ. Trong giới Phật giáo, chùa quốc danh có câu Bắc Quyết, Nam Phong, Trung Đồng Ngộ. Câu này ám chỉ ba sư quốc danh quyền lực và giàu có nhất trong giới tu đạo Phật xã hội chủ nghĩa. Bắc Quyết, tức Thích Thanh Quyết, trụ trì nhiều doanh nghiệp, tập đoàn chùa và cầm đầu Phật giáo quốc danh ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Thích Thanh Quyết chính là người đề xuất nhà nước không nên quản lý tiền công đức. Cầu Nam Phong ám chỉ Thích Thanh Phong, tên thật là Phạm Đức Phong. Phong là trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm nổi tiếng và lớn nhất ở Sài Gòn. Dĩ nhiên, quyền lực và tiền bạc của Phong không thua gì Thích Thanh Quyết. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Thích Đồng Ngộ. Kẻ thứ ba được nhắc đến trong truyền ngôn trên là Trung Đồng Ngộ, tức Thích Đồng Ngộ, trụ trì chùa Thiên Hưng ở xã An Nhân, tỉnh Bình Định. Ngôi chùa này được mệnh danh là chùa Trần Bắc Hà, vì mọi thứ là của trùm tại việc Trần Bắc Hà cũng là người Bình Định đầu tư, đổ tiền vào lên đến 780 tỷ đồng. Dĩ nhiên, chùa Trần Bắc Hà cũng là chùa của phe nhóm Ba Dũng mà Nguyễn Xuân Phúc hồi đó theo phe Ba Dũng. Thích đồng ngộ, tên cúng cơm là Đỗ Thanh Vĩ, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1977. Theo đồng đại Thỏa Thanh Thiếu Niên, Vĩ có hổn danh là Tám Tỏi, nổi tiếng khắp vùng vì trộm cắp vặt. Không hiểu sao thoát nhiên đại ngộ, đắc đạo, một bước tiến đến chức đại đức. Được băng nhóm Ba Dũng, Bắc Hà đặt ngồi ghế trụ trì chùa Thiên Hưng. Là một nhà sư thay vì đi hoàng phép, đem giáo lý của Đức Phật truyền bá, đồng ngộ nắp áo từ bi, nên suốt ngày bám víu vào nhóm ca sĩ, thí dụ như ca sĩ Mỹ Tâm và quan chức quân đội, công an, doanh nghiệp có máu mặt. Trong số những người theo đồng ngộ, không thể không nhắc đến Nguyên Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Cố Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thành. Công an quèn có Trung tướng Trần Văn Vệ, Trung tướng Trịnh Văn Thống, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh. Đạo Pháp ít đổi, nhưng đạo gạo mới là nghệ chính của Đỗ Thanh Vĩ, tức thích đồng ngộ. Cụ thể, đồng ngộ luôn hành nghề như triệu hồn, bói toán, chiêm tinh, giải hạn, phong thủy. Đối với các công trình quốc phòng hay cơ quan nhà nước, đồng ngộ thường yêu cầu khổ chủ dựng bia đá phong thủy, xung quanh xây bể nước hình tròn, trên đỉnh đặt một con rùa đồng, phía dưới bia đá chôn bốn con rùa ở bốn góc. Thí dụ như ở Cục Tài chính mẫu Quốc phòng, ai vào sẽ thấy. Và đây là hình chùa Thiên Hưng, Bình Định. Còn quyệt mộ của các gia đình thì xung quanh được rải bằng thang và đá thạch anh tím hoặc trắng tùy tuổi của từng người. Bất cứ đối tượng khách hàng nào, đồng ngộ cũng đều thực hành như vậy thật ra Thích Đồng Ngộ là thiếu tá tình báo viên của Tổng cục 2 quân đội. Khi giao tiếp, Đồng Ngộ luôn xưng mình là trò và các đối tượng gặp là thí chủ. Đồng Ngộ thường mặc áo trắng, lụa tơ tầm bóng loáng, tay đeo đồng hồ hiệu Rolex, hôm thì Patek Philippe, chân đi dài Louis Vuitton hoặc Hermès. Bút Monland cài trên ngực áo. Xe đi biển xanh 80B, trước đây do đại gia thời Đồ Bành, thân Đức Nam sinh, sau này do tổng cục 2 cấp trong quá trình tác nghiệp ngộ luôn dùng bài văn mẫu muôn thuở là kiếp trước trò là chồng của thí chủ đối với phụ nữ trẻ và đẹp đối với các đại gia là nam giới thì kiếp trước trò là ân nhân của thí chủ quay đi quẩn lại cũng chỉ tiền và tình là mục đích cuối cùng mà thích đồng ngộ miệt mài tìm kiếm chính vì vậy mà thích đồng ngộ được tín đồ phật giáo nhận diện là phù thủy chứ không phải một nhà sư Đồng Ngộ và Trần Thị Nguyệt Thu có mối quan hệ từ năm 2012 đến năm 2020 thì dừng lại. Thu sinh năm 1963, quê quán Điện Bàn, Quảng Nam, còn Đồng Ngộ là con mồ côi. Đồng Ngộ và Thu quen biết nhau do thân Đức Nam giới thiệu. Khi lần đầu gặp Thu thì Đồng Ngộ xưng mình là trò và nói đầy ẩn ý. Trò kiếp trước là chồng của thí chủ. Trò tiền kiếp quê núi Thành, Quảng Nam. Một vụ tai tiếng cho thấy máu gái của nhà sư trẻ thích đồng ngộ. Theo lời những người dân địa phương, một vụ ghen tuôn được cho là xảy ra tại Chùa Thiên Hưng hồi cuối năm 2016, họ kể rằng, không biết Đỗ Thanh Vĩ pháp danh thích đồng ngộ cư xử thế nào mà để xảy ra chuyện ghen tuôn giữa ca sĩ Mỹ Tâm với một phụ nữ khác. Trong thời kỳ vàng son, Thu nói với đồng ngộ, nếu anh Phúc làm tổng bí thư thì anh sẽ là quốc trưởng của Việt Nam. Và đây là hình cây đa lưu niệm của Nguyễn Xuân Phúc tại chùa Thiên Hưng. Không rõ Trần Thị Nguyệt Thu thọ thẻ gì với chồng mà Nguyễn Xuân Phúc đã đầu tư cho thích đồng ngộ 120 tỷ đồng, đứng hạng thứ nhì, đầu tư tiền cho Đỗ Thanh Vĩ, hạng nhất là Trần Bắc Hà. Thực ra, Phúc không đem tiền túi của mình ra đầu tư, mà khoản tiền này Phúc móc hỏng của các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi để tri ân vợ chồng Phúc Thu đồng ngộ cho trồng trong khuôn viên chùa Cây Đa lưu niệm công đức của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi Trần Bắc Hà bị sát hại và chết trong trại giam T-771 Bộ Quốc phòng, thì quan hệ giữa Thích Đồng Ngộ và Trần Thị Nguyệt Thu cũng chấm dứt. Chắc hẳn ai cũng còn nhớ vụ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn Nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và 20 năm ngày mở cơ quan đại diện ADB này ở Việt Nam trích đoạn Thủ tướng Phúc đọc như sau. IDB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác khu vực như tiểu vùng Mekong, AMEC. Phúc đọc là ACMAC, CLMV, Phúc đọc là KLMV và CLV, Phúc đọc là KLM. Về cách nói các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu từ đạo đức tồi tệ đến trình độ hiểu biết quá thấp của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu đã tạo nên những bất công trong xã hội, làm cho hàng trăm ngàn người dân miền Nam chết oan vì kit test COVID-19, chỉ đạo bắt oan sai nhiều doanh nghiệp, tịch thu niêm phong tài sản trái pháp luật. Thay vì tìm người tài cho đất nước, Phúc toàn tìm người nhà và thân cận, dùng túng cho nhóm công an không có đạo đức, đi ăn cướp và trấn lột tài sản của công dân, đục khoét ngân khố nhà nước như Trung tướng Trần Văn Vệ, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, tức tình báo kinh tế cho Hoa Nam, Trung Quốc là điển hình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quan hệ giữa vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu với Thích Đồng Ngộ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới